Mọi người ơi, nay em lên vườn để đào được ít hàng nhé. Loại này thì khoảng 10 củ đến 15 củ một cân, 20 củ cũng có nếu mà chọn đấy. Nó là cùng một lô một năm thôi nha mọi người nhé, có củ bé củ to. Nhưng mà cùng một lô đào về đây là củ bé này. Nhiều bác lại thích củ bé thế này nhá. Nhiều người thì lại thích củ to như thế này. Đấy, nó dồn hết vào cái bìu này nha mọi người nhé. Đây này, nó hàng chồng là nó kiểu hay hay thế này. Nó dồn hết vào đây này là nó không được dáng, nó không được dài cho lắm. Nó chỉ to cái bìu lên thôi. Đây nhỉ. Cái loại này mà thái ra thì mọi người ạ, nó tím tím lịp luôn, bởi vì hàng nó già mà. Đấy. Cái này là do đèn của em nó sáng quá nên là nó hơi trắng, chứ thực ra ngoài là nó tím luôn đấy. Em còn khoảng 6 7 cân nhá. Bác nào lấy về ngâm mật ong ăn thì cứ bảo em. Ngâm mật ong hoặc ngâm rượu cũng được. Đấy. Đẹp lắm mọi người ạ. Dế tơ nhỉ. Đấy. Đẹp lắm. Em chào mọi người nha, nếu mà mọi người cần thì liên hệ em để số điện thoại kết bạn Zalo với em luôn nhé. Để em tư vấn chi tiết hơn. Vâng.